Xin chào mọi người. Thì mình hôm nay mình sẽ ra một video mới về giới thiệu một sản phẩm, đó là của cò 30-40 feet với sản xuất 2010, phù hợp với những anh em mà chạy cắt kéo hàng cản hay là đầu tư ít mà mang lại lợi nhuận cao. Thì một cái cổ cò này như vậy thì nó chỉ hơn giá phế liệu một tí thôi, nhưng mà đổi lại chúng ta lại được cái chất lượng những cái gì thì chúng tôi mình sẽ giới thiệu cho mọi người nha. Với một cái cổ cò 30-40 feet tăng thanh đời 2010 như thế này thì nhìn nó rất là cũ, hơi cũ ha. Nếu mà mang ra phế liệu thì cũng còn khá khá vì hay giá trị đó. Tại vì thứ nhất là cái trục này nè, trục đây là trục phu qua 10 lỗ tắc ghê đó, trục vuông đàng hoàng nha. Nếu mà anh em mà muốn sửa hư mà sửa chữa thì bán ra đâu đó rồi khoảng là cũng chục triệu một cây, thì khoảng là 3 cây rồi. Thì cái này là sắt nặng là 5 tấn 4, sắt đời cũ đây là sắt nó nặng, nó hơi nặng, cổ cò cũ này hơi nặng một chút nha. Đây còn mót thì đang hoạt động, có một số phần thì đang rỉ sát, rỉ sát đây, giấy tờ thì đầy đủ hết. Thì nếu mà mọi người mà chạy mà sử dụng mà chạy hàng cản, chạy cắt kéo thì mình nên sử dụng mấy cái mọt như thế này. Mình chi phí đầu tư mà thấp mà mình bán ra mình cũng không bị lỗ, hay là muốn thay đổi thì cũng không bị sao cả. Cổ cò này thì phù hợp với chạy công 40 nha mọi người. Còn nếu anh em mà muốn chạy nữa thì phải thêm một khóa nguồn nữa thì chạy công 20, làm ở giữa nha, giữa thân á, chân trống ở chục phu qua. Đây ắc kéo, đây ắc kéo nhỏ, ắc kéo nhỏ. Thì cái này giá cũng rất chi là rẻ. Nếu mà anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ số mình để mình được báo giá trực tiếp nha mọi người ơi. Đây là tăng thanh nè, tăng thanh nè, 30 tấn, sắt nặng 5 tấn 4, giấy tờ hợp lệ hết, tất cả đầy đủ ha, số khung đồ tấm lắc đầy đủ hết, về máy còn nguyên. Nếu một anh em về cải tạo lên gác thêm một cái đà thẳng nữa thì làm xương, còn không thì mình để chạy củ cò như thế này nha. Giá đầu tư cũng rất là rẻ, mình bán giá vì phế liệu mà hơn phế liệu một xíu thôi, sử dụng là 12 cái mâm, là mâm hông ruột, mâm hông ruột 12 cái. Tất cả mọi thứ còn ngon hết nha. Cái dàn vỏ này là trước kia là vỏ còn đẹp lắm, nhưng mà lại cái anh mà chủ cũ trước bán cho mình á, thì hiện tại đang đó ảnh đã là đổi hết vỏ lại rồi, nên anh bán cho mình như phế liệu nha mọi người. Thì giá nó cũng hợp lý nên là mình cũng lấy về để đây, anh em ai mà có nhu cầu nào á thì mình cũng muốn đa dạng dòng sản phẩm này, cũng muốn lấy về để mà anh em có nhu cầu thì mình hay liên hệ để mà lấy. Mót này thì không xuất hóa đơn được nha, mót này thì kia xuất hóa đơn nhưng mà bảo xuất rồi cho ảnh, nhưng mà ảnh không sang tên được, nên bây giờ anh là mất cái tờ hóa đơn nó luôn rồi, nên là giấy tờ này là sẽ bao hết tất cả mọi thứ, nhưng mà chỉ vấn đề là không xuất hóa đơn thôi, rồi bạn sổ đăng kiểm đầy đủ hết. Đó, mót này là đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022. Mót này là trước khi anh chạy Bắc Nam á, không anh đậu lại, không chạy anh đổi lại một khác. Đó, anh em thì có cần liên hệ mua móc ve chai hay móc phế liệu giá rẻ giá mềm là liên hệ với mình nha. Lâu lâu mình vẫn về với một số mọt như thế này để cung cấp đầy đủ phân khúc cho anh em, từ móc đẹp đến móc xấu. Còn nếu anh em mà mua về để mà bổ sung làm phế liệu hay là muốn để sửa chữa các cái mọt mình trên bãi mình đó, thì vẫn lấy cái này về được, tháo ra phụ tùng làm được hết, tất cả giấy tờ luôn nha mọi người ơi. Hãy liên hệ với số điện thoại của mình nha, 0932 795 695, 0981 823 539, hoặc là cần bán những cái móc phế liệu này mình đi mua hết nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình. Nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký mình ngay bên dưới để có những sản phẩm phù hợp hơn. Ê, bãi xe thì ô tô Bình Phát thì đang tọa lạc tại vị trí đối diện E Đề Bật Tân Bình, cao tốc Tân Vạn Mỹ Phước, Bình Dương. Nếu mà anh em không có biết vị trí thì cứ gọi điện trực tiếp để mình gửi vị trí nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi clip của mình. Đó, cổ cò 30-40 feet 2010 tăng thanh, chân chống phu qua 10 lỗ, móc còn hiện tại thì có phần hay rỉ sát một chút, nhưng mà giá nó cũng hơi mềm nha mọi người. Anh em cần thì liên hệ số điện thoại của mình nha. Cảm ơn mọi người.